Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Đây là thành phố Edmonton, Canada. Tuần vừa rồi tôi mua được một trái mít đó quý vị. Để cả tuần rồi, bây giờ thì cũng chín rồi, cũng gần hư rồi, thì thơm thơm rồi, cắt ra để coi thử trái mít còn ngon không. Mua một bòn như vậy hình như một đồng ba đồng tư gì đó. Ôi trời, cất không được. Thì bây giờ mua được cả một nghề, một vang đấy là cái một nghề đấy. Bây giờ cắt ra coi thử có 23 đồng. 23 đô một ký. Bông đồng rưỡi à? Bông ba. Bông đồng ba. Đồng ba là bậc. Con nước trái mà cắt ra. Một cái gì có cắt bông này. Chị nhấp tới chứ đó. Hai mươi ba đồng. Để mấy cái hộp nhưng mà trong tự có lên cái nhịp không được, nhưng có cái nhịp tốt nữa. Thế có lên để lên trước mình cần có lên đó. Có lên cái nhịp à? Ừ, có lên cái nhịp. Có cái nhịp mới rồi. Cáo gì nhịp mới rồi. À, giữa tháng để mà để cho mà ăn lên lôi được mấy sạch thôi. Không lên cái nhịp lên lôi được mấy sạch, khỏi phải ăn đi. Quên, khỏi phải ăn. Khỏi phải đi mua ăn đi. Để sự lắm nha, để nó suy nhỏ. Ok. Xong rồi quay tiệm.
Rồi, lên này giờ dần có chọc 15 phút rồi. Lột vào 3 người. Lột 30 người mà còn thêm mấy mũi nữa là xong. Đây. Đó, còn mấy mũi nữa là xong rồi. Vậy được chân đi. Đó. Đặt chân nữa đó. Chân được 2 chọc mũi á. 3 chọc đi. Mua rắn là 5 chọc. Chân là 5 chọc mũi chọc đếm đi. Có cá thử ai thua ai ăn. Còn bên là nửa trái, còn bên nửa trái là cắt ra từng miếng. Đó, cắt ra từng miếng, từng miếng, từng miếng, từng miếng. Được dành cho ai đây nhỉ? Ăn hết hồng đi rồi. Đó. Còn bên này là mấy cái sơ. Ăn hết. Sơ đi, đó. Khỏi kẹt cái đó, chứ không chọc nó cứng đấy. Cứng thử được mấy kia mấy bò. Tỉnh thử lời không? Đương nhiên rồi. Đương nhiên lời. Đó, coi cọc này được mấy cọc nè. 1 2 3 4 5 6 7 cọc. 7 cọc bằng cọc đi cho ra mua thì cọc cờ 5 đồng bạc nè. 5735 đồng. 35 mua cờ mua. Mua trả biệt hồi nãy nói mấy 25 đồng à. 23 đồng. 23 đồng là lời rồi, lời được chân đi. Đó, bỏ được chân đi, bỏ nó cái cứng cứng thử. Được mấy bon. Đây, còn cứng đẹp. Sao mà bấm đây? Bấm on. Để nhảy lên số 0 mà bỏ đi. Lên số 0. Bỏ cái cứng lên thử được mấy bon. Trời ơi, có gạo rồi, lời rồi. 14 bon ấy. Bốn gram á, 141 gram. 141 gram. Đây cái mày. Ngang gram là 1 ký. Được 1.4 ký. Không. Một mười. Trăm 40 gram. Đâu áp chưa ra cả rồi mà tỉnh nhắm chia cầm chưa không ra này. Phải đi lấy cái máy tỉnh mà tỉnh này. Đó, 140 gram. Ra là chậm 3 bon. Wow. Chậm 3 bon là nửa. Nửa ký thôi được. Không, nửa trái. Đúng không? Ừ. Nửa trái là 14 đồng ấy. Mua mấy? Mua 23. 23 đồng. Tại con 12, cho 12 đồng. 12 đồng, 12 đồng mà chậm mà. Wow. 12 đồng mà chậm 3 bon mà 12 đô. Đồng bon mấy? Kỷ niệm 16 đồng, chậm 3 bon được hết. Chậm 3 bon 12 đô. Mà tận ra lột ra rồi đồng bon 2 đồng rưỡi. Mua rửa là mua trải lăng bông đồng rưỡi. Tỉnh ra lăng bông 2 đồng rưỡi. Mua 2 đồng rưỡi. Mua chân nữa là 2 đồng rưỡi chứ. Hơi đồng tỉnh nữa mệt quá. Dọn dẹp mà ăn cho rồi. Nhức đầu nhức tóc. Thôi. Đó, xong, cái mít. Đó, còn mít ăn rồi. Đó, được chân đi. Cầm thêm mấy cọc này nữa, mai khởi. Một con đá. Khởi một lần nữa.